Nè, giả dạng thường dân đi cái gì vậy? Quay gì vậy? Có Mermaid Restaurant, đây là Mermaid Restaurant, khách sạn thì ok nha. Thấy hai má con tôi bận đồ sùn sùn, nó cũng tiếp như thường, người ta vẫn tiếp nha, không có kỳ thị. Ồ, mày thích ăn cái đó đó. Steak mày ăn ngán. Mình ngon ăn tại bạn mà. Ôi, tụi cô đi bộ đi chơi vòng vòng thôi hả? Khách vãng lai. Cái này order nước, nước ép, chanh, dừa, cam, cà phê, coffee. Con order cho mẹ cái cơm chiên thái tử. Em muốn ăn thử. Cho mẹ mượn cái menu. Hôm nay mẹ con tôi đi lạc vô là vì là đi chùa Vĩnh Nghiêm xong rồi ghé vô đi bộ vòng vòng vào nhà hàng là vì là thám thính, mặc đồ xùn xùn vô đây ăn cơm. Đây các món này quý vị ơi, đó món súp giá thấp nhất là súp trúc xanh nấm hương là 88.000, còn cái mắc nhất là canh thượng hạng là villa. Canh thượng hạng là villa 286.000. Ô canh đó canh gì vậy ta, mình coi kêu thử coi. Cái nào? Canh thượng hạng là villa đó. Canh đó có cái gì trọng? Ờ không ăn được đâu. Đó. Có abalone rồi sea cucumber. Yeah. It's like sea cucumber. Sea cucumber, ô mấy cái con hải sản á hả? Có cháo không? Con có muốn ăn cháo không? Cháo là bên buffet rồi. Rồi, khung cảnh nhà hàng cũng rất sang trọng nha quý vị. À, các bạn phục vụ ở đây cũng rất là niềm nở, thân thiện, lễ phép, không có phân biệt đối xử. Đây là quang cảnh phía ngoài từ cửa đi vô. Sàn nhìn cũng rất là high class đó quý vị. Xù đi bộ vòng vòng, đi bộ từ chùa Vĩnh Nghiêm tới đây, tấp vô đây ăn. Giờ hôm nay gia đình order món cơm chiên thái tử, à, mình không phải thái tử mà mình order cơm chiên thái tử, 168.000. Rồi con gái của gia đình thì món order món hủ tiếu xào bò, 188.000, thêm bình trà. Trà cầu kỳ đây, không có cái gì pha pha đây nữa nè. Đó là cho mình hai ly hai tách. Cái này con đi chơi vui không? Con đi Việt Nam con thấy vui không? Vui ạ. À? Lấy đi con. Cảm ơn. Ok, rồi cảm ơn con. Một dĩa to ghê không? Cơm chiên xanh xanh nữa, màu xanh nữa nè. Chị thái tử ăn thôi, mình không phải thái tử mình ăn đâu có được đâu. Con chân cột tóc lên làm thái tử.
vị. Tao còn múc múc ra thử coi, coi xới xới ra coi sạch coi cái hộp cơm đó làm sao. Có cái gì để trọng? Có đậu. Scallop. Đậu với lại như cà rốt. Mà sao bỏ màu xanh là xanh cái gì vậy ta? Rồi, chén là cũng một màu đồng điệu lắm nha. Alright, đây là cái view từ nhà hàng nơi Đinh đang ngồi với lại con gái ở khách sạn là Villa. Cái này cũng là khách sạn 5 sao đó quý vị. Anh thử cơm chiên thái tử. Ăn xong có được lên ngôi thái tử không? Thử thử ngồi ăn này thấy giống cung đình lắm rồi đó. Dạ phim rồi, cảm ơn anh. Sao thái tử, cô không phải thái tử sao cô ăn được. Hủ tiếu xà bò. Thử ngon. Khẩu vị cũng ok quý vị. Cơm chiên không có khô lắm mà cũng không có ướt lắm, không có nhiều mỡ dầu. Cái vị vừa lắm ha. Vị vừa lắm nên mình thấy thêm nước tương là mặn á. Thấy cộng sợi hủ tiếu cũng làm cũng có màu màu vị, cái màu nè. Cái màu cũng đẹp. Tương với lại ớt. Này là ớt. Ớt. Rồi, gái của Lê Đình nó ăn đã luôn, mình nó một dĩa luôn. Ngon không con? Ngon. Ăn vậy là no. Ngồi đi bộ về nha. Bộ về cho nó giảm cân. giảm mỡ. Hai má con ăn như đây ăn không hết, phải ăn, phải ngồi thêm chút nữa mới ăn hết được. Nó là no bụng luôn á. Ăn xong đón Grab đi về khách sạn quý vị. Xong rồi đi về tối nay đi đi làm gội đầu dưỡng sinh, massage mặt. Ngày dài ba bữa nữa bay về Mỹ. Ý, người đi học người đi làm nha. Có đi học mới là có nghề nghiệp, mới đi làm mới có tiền chứ. Phải đi làm mới có tiền đi chơi tiếp. Đúng không con? Đó. Vậy là em làm đúng rồi. Để mình làm cái cạnh này. À, rồi, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn con. Nó thấm. Rồi, rồi, cảm ơn con. Thượng khách này ngồi đây ăn tiếp. Rồi, tới phiên con chế trà, châm trà. Châm trà cho ta đi nào. Đó. Cái đó là để lọc cái cặn ra thôi quý vị, cái xác trà đó. Tiếp theo món ngọt. Dạ. Đó. Rồi, cảm ơn con. Đây chè hạt sen, táo đỏ. Hình như có nhãn nhục nữa hay gì á. Không. Cái gì vậy ta? Củ năng, chè hạt sen, táo đỏ, củ năng. Order xong rồi quên. Cái bông nữa kìa.
Vâng. Ngọt. Ngọt lắm không? Ừ. Lạnh lạnh à? Không ngon. Cái này được mẹ hồi nãy có 5 triệu. À, đúng rồi. Chưa sức, không biết mẹ hồi nãy cũng kêu. Giờ cô đấy quên đồ rồi. Thì mình thanh toán xong rồi mình đi lấy đồ. Lấy đồ. Dạ. Giỡn vui thôi. Cho con một cái này. Cái này red invoice hả? Dạ. Cái này thì cô thích cho dùm con luôn. Chút hóa đơn. Rồi. Không, không hiểu. Ok, rồi vậy ạ. Cô lấy một tờ vậy thôi, lấy một tờ vậy thôi. Con không hết tiền cô, đưa con cái gái khác. Rồi, con khỏi thối luôn đi.